Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thảo Dược Người Dao. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2021, tôi xin chia sẻ một chút về những cái hình ảnh về cây giống chè dây của tôi. Và sáng nay tôi đóng cây giống chè dây để gửi cho khách, nên là tiện thể tôi chia sẻ một chút những cái hình ảnh này cho các bạn. Bạn nào, bác nào, cô bác, anh chị nào có nhu cầu trồng cây giống, trồng chè dây thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo 0374 988 027. Vâng, chè dây này chè dây rừng, tôi lấy về xong là đóng bầu như thế này để gửi cho tất cả bác. Vâng, số lượng của cây này thì nó mình phụ thuộc vào hoàn toàn vào tự nhiên, cho nên là nó còn khá là hạn chế. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho tôi. Và nó đến chè dây thì cái đặc điểm nhận dạng của nó như thế này đấy các bạn này. Vâng, lúc mà nó còn non thì ta thấy nó cành nó là màu đỏ. Vâng, lá, mặt dưới của lá thì nó hơi đỏ tím. Đây này. Đấy, khi mà nó già thì nó sẽ có màu đỏ tím rất là đặc trưng. Đây này. Đấy, còn mép lá thì có răng cưa như thế này đây. Đấy, mép lá có răng cưa. Đây. Nó khi mà nó lên cao thì nó có những cái tua như này này. Đó. Đây. Cái này nó lên rất là cao. Đây. Đây này. Cây này lên cao chứ này. Nó có những cái tua như này để mà nó bám vào những cái cây dây leo khác để mà nó phát triển lên cao. Vâng, đây chính là cái cây chè dây của gia đình tôi. Thì hôm nay 18 tháng 5 2021 tôi đóng hàng cho khách, nên tôi gửi cho tôi chia sẻ một chút cái hình ảnh này cho các bác. Đấy, nếu các bác có nhu cầu trồng chè dây thì hãy liên hệ cho tôi 0374 988 027. Và nó đến cây chè dây thì chúng ta không thể không nhắc đến cái công dụng của cây chè dây. Vâng, cây chè dây thì nó có công dụng tuyệt vời nhất là để điều trị bệnh đau dạ dày. Vâng, điều trị bệnh đau dạ dày rất tốt. Đấy, hiệu quả rất là cao luôn. Đây chỉ là cây chè dây này. Tôi thấy ở trên mạng anh em cũng có bán cây chè dây, nhưng mà tôi thấy họ chỉ đưa những cái hình ảnh lên thôi, còn thực tế sản phẩm của họ như nào, chất lượng làm sao thì tôi cũng không rõ. Còn đây là chè dây của gia đình tôi. Vâng, đây này. Đấy, chè dây nó rất cao, tỷ lệ sống nó rơi vào tầm khoảng gần 100%. Vâng, tại vì là cái này tôi đóng thành bầu như thế này thì các bác về chỉ việc rạch bầu xong là cho đem trồng. Sau đấy là các bạn tưới nước. Vâng, tưới nước thật đẫm vào thì tỷ lệ sống nó sẽ rơi vào khoảng 100%. Vâng, đây. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đây này. Đấy, dài chưa? Đấy. Về cái sản phẩm chè dây thành phẩm thì tôi cũng đã có nhiều cái clip giới thiệu cho các bác rồi, nên hôm nay tôi sẽ không chia sẻ nữa, mà chủ yếu tôi muốn là chia sẻ cho bác biết về cái cây giống chè dây, đặc điểm nhận dạng của cây chè dây nó như thế nào. Vâng, còn công dụng thì nhiều người cũng đã biết rồi. Nhiều người đã biết về cái công dụng của cây chè dây nó như nào rồi. Đây, cái này dài chưa? Đây, hỗ trợ cho những người bị huyết áp cao. bị mơ máu, máu nhiễm mỡ. Đây, rồi bác nào có nhu cầu về cây trái dây thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc Zalo 0374 988 027. Tôi sẽ gửi cho tất cả các bác, giá cả thì rất là hợp lý thôi. Cảm ơn tất cả các bác quan tâm theo dõi cái kênh Thảo Dược Người Dao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.